Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Du và Bếp. Hôm nay mình sẽ làm món chim cút nướng muối ớt, nhìn hấp dẫn chưa nè. Mình nướng bằng nồi chiên không dầu đó nha. Bạn ươm, bạn mặn, ngọt ngọt, cay cay. Các bạn cùng vào bếp với mình nha. Món này ăn ngon mà làm rất là dễ luôn. Trước tiên mình sẽ xay một ít hành tỏi. Nhà bạn nào nhiều người hay dùng hành tỏi nhiều, dùng cái cối này rất là tiện nè. Mình chuẩn bị 4 con chim cút nè, rửa sạch, rồi mình bỏ phần đầu cổ, bỏ bớt phần cánh chân đi cho nó gọn gàng. Những cái phần đó nó nhỏ quá, mình nướng xong là cũng không cần gì để ăn nữa. Rồi bây giờ mình sẽ ướp nha. Rồi với 4 con chim cút, mình sẽ cho vào đây khoảng 1/2 muỗng canh hành tỏi băm, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh muối tôm. Tiếp theo là 1 muỗng cà phê ớt bột nè, 1 muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc, 2 muỗng canh dầu ăn. Và cuối cùng là 1 muỗng canh tương ớt. Như vậy là xong, trộn đều lên. Gia vị để ướp rất là đơn giản luôn nè. Rồi mình chỉ cần ướp cho nó ngấm gia vị rồi nướng thôi. Rất là dễ phải không các bạn? Trộn đều nha. Mình ướp cả bên trong lẫn bên ngoài luôn. Hết đều gia vị rồi mình sẽ ướp khoảng chừng nửa tiếng. Món này làm đơn giản mà ăn rất là ngon. À, cuối tuần có thể làm món này để mở tiệc nhâm nhi cùng bạn bè nè. Làm để ăn cơm cũng rất là ngon. Rồi đây là chim cút sau khi mình đã ướp xong nè. Bây giờ là đem ra nướng thôi. Mình cũng sẽ nướng bằng nồi chiên không dầu, rất là tiện lợi. Mình quét lên đây một lớp nước sốt ướp nha. Mình kẹp vào cái vỉ này để cho chim cút nó được thẳng, đẹp mắt hơn. Và nếu không có thì cũng không sao. Rồi đem đi nướng. Lót ở bên dưới một tấm giấy nướng nha. Rồi cho chim cút lên. Rồi mình sẽ nướng lần thứ nhất là 180 độ trong vòng 10 phút nha. Nó nhỏ nên thời gian nướng cũng nhanh thôi. Đây, sau khi nướng lần thứ nhất nè, bây giờ mình sẽ trở mặt và nướng lần thứ hai. Mình cũng quét lên đây một lớp nước sốt ướp nha. Lần thứ hai thì mình sẽ nướng 180 độ trong vòng 5 phút. Rồi đây, mình đã nướng xong hai mặt rồi nè. Rồi nó đã chín, nó định hình rồi, mình sẽ để ra ngoài không có kẹp gia vị nữa. Mình sẽ chuẩn bị một muỗng canh mật ong và một ít dầu ăn. Trộn đều lên, mình sẽ quét lên một lần nữa. Cái lòng lò nướng này vừa 4 con luôn nè, tiện ghê. Nướng sơ lại một lần nữa. Bây giờ mình sẽ nướng 190 độ 2 phút. Đó, hấp dẫn chưa nè. Trở mặt lại và mình nướng thêm một lần nữa nha. Mình cũng quét hỗn hợp mật ong và dầu ăn. Mình quét một ít dầu ăn lên cho nó đỡ khô nha. Rồi mình cũng nướng 190 độ trong vòng 2 phút. Chim cút nhỏ nên là thời gian nướng của mình rất là nhanh. Đây là thành phẩm của mình đây. Hấp dẫn chưa nè. Vàng ươm. Chỉ cần ăn cùng với một ít rau răm thôi là đã rất là ngon rồi. Mình sẽ chấm với muối ớt đỏ nha. Ngấm gia vị rất là vừa ăn. Mặn, ngọt, cay. Các bạn hãy vào bếp trổ tài ngay món này nha. Rất là dễ luôn. Hấp dẫn chưa nè. Chim cút nhỏ nên là gia vị nó rất là dễ ngấm. Thịt rất là săn, dai. Mặn, ngọt, cay, rất là đầy đủ vị luôn. Nướng bằng nồi chiên không dầu nó rất là tiện, sạch sẽ, không có khói. Cả thời gian chuẩn bị và nướng rất là nhanh. Chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ là mình đã có một món ăn rất là hấp dẫn rồi. Mình nướng thịt nó săn lại nè, rất là dai, gia vị rất là vừa ăn. Các bạn nhớ thử món này nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha.